Ở đây còn mỗi còn phần căn phòng này. Dạ. Không có phòng nào khác. Tức là có nhiều phòng nhưng mà ít đi chăng. Phòng này mấy em không có bán căn hộ nhưng mà cái phòng em bán căn hộ là phòng 601 á, nó cũng bố trí gì trong phòng này nó giống hệt gì đâu. Này cho anh xem thử thôi. Tức là y chang này thì đúng không? Dạ, nhưng mà cái phòng kia đang dọn. À, đang dọn. Anh cũng muốn lên coi nhà bếp không? À, có lên coi nhà bếp không? Có nấu ăn gì không? Không ăn. Có nấu ăn hả? Ừ, phải nhiều đúng không?